Rồi, xin chào các bác nhé. Tôi là Tĩnh, tôi đang công tác tại Hyundai Trường Chinh Sài Gòn. Đây là Hyundai Tucson 2022 phiên bản máy dầu đặc biệt. Máy dầu là chỉ có một phiên bản thôi nhé. Đây là bản mắc tiền nhất đấy. Niêm yết là 1.030.000. Tuy nhiên để bây giờ các bác nhận xe thì các bác phải trả mức giá nó cao hơn cái mức giá niêm yết. Gần như tất cả các đại lý đều bán cao hơn giá niêm yết cả. Lý do là bởi vì khan hàng. Năm nay thì ảnh hưởng bởi Covid đấy, các bác biết rồi. Linh kiện để mà lắp ráp ra xe thì nó không đủ nhiều. Nhưng mà đây là sản phẩm mới rất là hot, cho nên là không đủ xe để cung ứng ra thị trường. Bởi vậy giá nó sẽ cao hơn. Giống như các bác đi mua SH cũng vậy đó. SH là các bác mua cả năm luôn, gần như là đều bán cao hơn giá niêm yết. Thì xe hơi nó cũng vậy, nhưng mà nó chỉ được một thời gian đầu thôi. Thì ngay thời điểm hiện tại thì Tucson nó vẫn rất là hot. Bản này các bác mua thì sẽ cao hơn mức giá niêm yết nhé. Con này màu trắng. Với cấu hình thì con này chỉ dẫn động có một cầu thôi, dẫn động cầu trước. Sử dụng động cơ 2.0 lít máy dầu thế hệ mới Smartstream, hộp số tự động 8 cấp, khung gầm mới, động cơ mới, thiết kế mới, kích thước lớn hơn hoàn toàn thế hệ trước đây. Nội thất cũng khác hoàn toàn và được trang bị cái gói an toàn cao cấp là Hyundai SmartSense. Nguyên zin là phía sau này nó làm tối màu này các bác. Nếu mà dán phim vô thì nó tối màu hơn nữa, nó tạo sự riêng tư nhiều hơn. Còn phía trước này nó sẽ phải trong. Bản này sẽ không có cửa sổ trời nhé. Gương này các bác thấy này có camera 360 hết này. Đây có camera 360. Và gương này thiết kế rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng và thanh thoát. Trên này nó có cảnh báo điểm mù này. Đây cái dấu chấm than này chính là cảnh báo điểm mù. Và cái cảnh báo điểm mù là nó nằm trong cái hệ thống là hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù. Cái hệ thống đấy nó còn cao cấp hơn cái cảnh báo điểm mù này. Bốn cái kính của con này là đều lên xuống một chạm nha. Và mình có thể lên xuống kính đấy bằng cái chìa khóa luôn, điều khiển từ xa được và có thể đề máy từ xa được luôn. Rất là đẹp ha, rất là hot. Theo thông tin mới nhất mà tôi nhận được là sắp tới là tháng 3, tháng 4, tháng 5 thì cái đơn hàng nhà máy trả về đối với phiên bản máy dầu là số lượng rất là hạn chế. Cho nên là khách hàng nào muốn lấy xe từ tháng 3, tháng 4, tháng 5 để mình kịp được cái ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ của nhà nước đấy, thì các bác nên đặt cọc sớm từ bây giờ nhé. Đặt cọc càng sớm thì mình có khả năng lấy xe kịp, chứ các bác mà đặt trễ một xíu là sẽ không đủ xe để, không kịp xe để giao cho các bác trước tháng 5 đâu. Tại vì cái lượng xe nó không có nhiều đâu các bác. Cái bản này á, thì cái lưới tản nhiệt nó được mạ chrome hết nè. Mạ chrome khó nhìn rất là đẹp và sang trọng. Đây nó có cam 360 ở đây nè. Ở dưới này nó có sẵn radar nè. LED ban ngày có 5 bóng. Nếu như mình tắt cái bóng đèn này đi thì nó sẽ cùng màu với cái lưới tản nhiệt. Nó giống hệt luôn, nó liền lạc với nhau rất là đẹp. Còn là pha cốt ở đây là halogen hết. Còn cái đèn xi nhan nó nằm đây nè. Thì con này là nó sẽ có cái chức năng là đèn pha thích ứng nữa. Nó tích hợp vào trong cái cụm đèn này luôn. Và mình có 4 cái mắt cảm biến phía trước, cảm biến va chạm. Chắc chắn nó sẽ có đèn pha tự động, nó có gạt mưa tự động. Trên này nó còn một cái camera nằm trong cái hệ thống là Hyundai SmartSense đó các bác. Nó có 3 radar nha. Một radar trước là một radar trước nằm ngay cái cản. Hai cái radar sau là nằm dưới hai cái đèn. Nó kèm theo một cái camera trên kính chắn gió. Bốn cái món đấy là nó nằm trong cái gói Hyundai SmartSense, nó hỗ trợ cho cái gói đấy. Về kích thước mâm thì con này được trang bị cái bộ mâm kích thước 18mm và có sẵn là cả máy áp suất lốp. Bốn bánh nó đều có sẵn cả máy áp suất lốp hết, tất cả là van đĩa hết. Thế mới này nó sử dụng cái khung gầm mới nhất của Hyundai ha. Đây là khung gầm N3 với cái chiều dài trục cơ sở là lớn nhất trong phân khúc. Cho nên là Tucson nó rộng lắm, nó rộng hơn tất cả những con xe khác. CS5 hay CRV, những cái con xe mà tầm tiền loanh quanh 1 tỷ đó, thì không có con nào mà rộng hơn được Tucson đâu, đặc biệt vô cái hàng ghế thứ hai đấy. 8 lô bầu ha. Các bác đợi xíu tôi sẽ lật cái hàng ghế này lên. Đây là không gian của hàng ghế thứ hai, rất là rộng và thoải mái. Cái hàng ghế này các bác gập xuống, khi cần chở đồ nhiều thì cứ gập xuống ha. Có rác ba tựa đầu, có bệ tỉ tay ở giữa, có cổng sạc điện thoại, hai cổng sạc điện thoại, cửa gió luôn. Nhưng mà không có cửa sổ trời đâu nha. Rộng lắm, các bác cứ vào để trải nghiệm. Và cái độ ngã lưng của con này rất là sâu, ngồi rất là thoải mái luôn, rất là thích. Này là mạ chrome khói, nhìn rất là sang trọng. Trên này có sẵn anten bay cá nguyên zin nè.
đuôi lướt gió có sẵn hết. Kính sau này cũng là làm cái màu đen để tạo sự riêng tư, mình không thấy người ta để cái hành lý phía trong, không thấy được. Anh em hậu thì đẹp rồi, rất đặc trưng, nhìn là biết ngay là Tucson. Đối với bản dầu đặc biệt và xăng đặc biệt á, nếu mà nhìn bên ngoài thì các bác chỉ có thể phân biệt được bằng cái chữ là 2.0D thôi nè. Máy xăng này nó không có cái chữ này, còn lại là nó y chang. Đây phía dưới này nó cũng có 4 cảm biến nè, có camera lùi, có cảm biến lùi. Đấy, còn radar là nằm trong này nè các bác, tháo ra là sẽ thấy hai cái radar bên trong. Cốp thì cũng rộng gì, thuộc dạng là nhất nhì trong phân khúc đấy, với cái dung tích là 582 lít. Đấy, cần chở đồ nhiều hơn thì cứ gập cái hàng kia xuống. Bên này mình có cổng là đây, có một cổng nguồn nè, còn cái lẫy này gạt một cái là nó sẽ gập cái ghế xuống luôn đó. 5 bánh giống nhau, 5 bánh 5 mâm như nhau. Phía sau này nó còn có loa nữa nè các bác. Cốp mở điện chống kẹt, có nhớ vị trí cốp ha, và có mở cốp thông minh. Mở cốp thông minh tức là mình mang chìa khóa lại gần cốp nó tự mở, không cần đá luôn. Hai ghế trước này đều là chỉnh điện nha, và nó có thể nó tích hợp luôn cái chức năng đó là làm mát ghế và sấy ghế. Mấy chức năng làm mát và sấy ghế thì ngoài miền Bắc chắc là sẽ sử dụng nhiều đấy. Còn cái phần yên ngựa này thì bản này nó giống bản Turbo nè, tại vì nó sử dụng cái cần số dạng nút bấm điện tử. Con này nó có cái chế độ lái cũng là 4 chế độ giống như bản Turbo luôn, vẫn là phanh tay điện tử, auto hold các thứ. Còn mấy cái nút cơ bản này nó sẽ điều khiển là làm mát ghế hoặc là sấy ghế này, hỗ trợ xuống dốc, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, và vô lăng cũng được sấy luôn. Mình sẽ xem camera 360. Rất là nét ha. 4 camera xung quanh lần mà. Chìa khóa thì giống hệt thôi, các phiên bản chìa khóa giống nhau, có sạc không dây. Muốn sạc không dây là các bác để trên cái mặt nghiêng này thì mới sạc được nha. Bản này sử dụng cái động cơ dầu, thì động cơ dầu trên con này là động cơ 2.0 lít thế hệ mới nha, động cơ mới nhé. Và cái động cơ này á, nó cho ra cái công suất cực đại là 186 PS, tức là khoảng 185 khoảng là 185 mã lực, mô men xoắn là tầm 416 Nm, rất là khỏe đấy các bác. Nếu con này mà được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian hatch track thì tôi nghĩ là doanh số nó bán còn tốt hơn bây giờ nữa. Chỉnh điện 10 hướng ha, vô lăng trợ lực điện thiết kế mới hoàn toàn, có lại chuyển số giống mã Turbo luôn. Vô lăng được sấy ha, tích hợp các chức năng sấy vô lăng. Màn hình kỹ thuật số rất là đẹp ha. Đây là giao diện mới, mình có thể đổi các cái giao diện này ha, hoặc là khi mà chuyển chữ các chế độ lái thì nó cũng sẽ thay đổi. Khi mà tôi chọn cái giao diện khác thì mỗi lần đổi một cái chế độ thì nó sẽ thay đổi cái giao diện này. Và cảm biến xúc lốp thì mình sẽ nhìn ở trên này luôn. Màn hình lớn, có bản đồ tiếng Việt, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Thì Apple CarPlay là loại kết nối có dây nhé, điều hòa hai vùng độc lập, tất cả mọi thứ. Gương chống chói tự động này. Đấy, trên này thì toàn là nhựa mềm và da thôi. Các cái cần này làm lại hết nè mọi người, rất là đẹp ha, sang trọng. Bản máy dầu này số lượng không nhiều đó nha, nếu mọi người quan tâm và muốn nhận xe vào tầm khoảng tháng 3, tháng 4, tháng 5 thì cứ đặt cọc sớm ha, liên hệ cho tôi theo cái số ở trên tiêu đề. Về cái trang bị an toàn thì con này đã được trang bị rất là đầy đủ. Về những cái trang bị an toàn cơ bản là nó sẽ có đầy đủ, cân bằng điện tử nè, chống bó cứng phanh, đồ 6 túi khí, đồ hỗ trợ xuống dốc, khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, ổn định thân xe điện tử, tá lạ, có hết. Ngoài ra nó còn có cái gói Hyundai Smart Sense, nó bao gồm là sẽ có giữ làn đường cho mọi người, gọi là ga tự động thích ứng, đèn pha thích ứng, rồi hỗ trợ vòng tránh va chạm phía trước, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, rồi cảnh báo người lái mất tập trung, giữ làn đường, cảnh báo lịch làn đường, cảnh báo khi mà mình lùi có một phương tiện cắt ngang, nó sẽ cảnh báo cho mọi người hết. Rất là nhiều, có 7 cái công nghệ trong cái gói Hyundai Smart Sense. Rồi tôi sẽ chấm dứt video tại đây nhé. Đi dạo qua một vòng cho mọi người vậy thôi. Nếu các bác quan tâm thì cứ alo cho tôi theo cái số trên tiêu đề. Cảm ơn các bác.